phụ huynh phản ánh nữ sinh tiêm hai mũi vaccine phòng Covid-19 trong một lần. Mặc dù xác nhận hai vết kim trên vai nữ sinh là do quá trình tiêm chủng gây ra, tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Y tế Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, đây chỉ là sơ suất của nhân viên y tế. Trung tâm phủ nhận đó là kết quả tiêm hai liều vaccine phòng Covid-19 trong cùng một thời điểm cho một người. Người dân phản ánh, Trung tâm Y tế Hương Trà tiêm hai liều vaccine cho cùng một học sinh trong đợt một tiêm chủng. Ngày 16 tháng 11, Thông tin từ Trung tâm Y tế Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân Thị xã Hương Trà, Sở Y tế Thừa Thiên Huế, cũng như thông tin đến cơ quan công an địa phương liên quan phản ánh của phụ huynh về việc con em họ bị tiêm cùng lúc hai mũi vaccine phòng COVID-19. Theo phản ánh, trước đó cháu LTH, nữ sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Hà Thế Hạnh, phường Thứ Hạ, Hương Trà tham gia đợt tiêm chủng do Trung tâm Y tế Thị xã Hương Trà, trạm y tế phường và nhà trường phối hợp tổ chức ngay tại trường. Qua khám sàng lọc, cháu hát đến lượt tiêm vào khoảng 17 giờ 10 phút chiều. Loại vaccine tiêm cho học sinh là Pfizer. Đến khoảng 17 giờ 40 phút, khi về đến nhà, hát kể với mẹ được tiêm hai mũi vaccine trong cùng một buổi chiều. Theo lời kể, hát tiêm mũi vaccine thứ nhất bình thường, trong lúc ngồi chờ theo dõi sau tiêm theo hướng dẫn của kiếp tiêm, cháu lại được y tá gọi tiêm thêm một mũi vaccine khác. Liên quan phản ánh trên, ông Ngô Văn Vinh, phó giám đốc trung tâm y tế Hương Trà, cho biết, Đợt tiêm có sự tham gia của cháu LTH diễn ra vào chiều mùng 2 tháng 12 năm 2021, tổ chức tại trường Trung học Hồ Sở Hà Thế Hạnh. Số lượng học sinh tham gia tiêm vaccine mũi 1 tại trường là trên 350 em. Kiếp tiêm có 5 người, bao gồm bác sĩ Võ Minh Kỳ Khám Sàng Lộc, y tá tiêm là Trần Thị Tám, một điều dưỡng viên và hai nhân viên của trạm y tế phường. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ tiếp đón, ghi chép, nhập dữ liệu tiêm chủng vào hệ thống của giáo viên, nhân viên nhà trường theo ông vinh đợt tiêm thực hiện theo kế hoạch xác lập từ trước căn cứ danh sách và quy trình một chiều tiếp đón khám sàng lọc chuyển qua tiêm theo dõi sau tiêm ông vinh khẳng định không có chuyện nhân viên y tế tiêm hai liều vaccine pfizer cho cháu lth trong cùng đợt một tình huống xảy ra ở đây thuộc điểm tiêm trường trung học hồ sở hà thế hạnh khi học sinh tiêm xong về đến nhà phụ huynh phát hiện trên vai cháu h có hai vết kim nên cho rằng cháu được tiêm hai mũi vaccine từ đó chuyển lên trung tâm y tế để kiểm tra, theo dõi vào tối cùng ngày. Ông Vinh giải thích, khi nhân viên đưa kim tiêm tiếp cận vị trí trên da vai, cháu hát vì lo sợ nên né lui khiến mũi kim trượt ra ngoài. Thao tác này gây chảy máu, tạo vết kim, nhưng chưa đưa được liều vaccine vào cơ thể cháu hát phải đến lần tiêm thứ hai. Liều vaccine mới được tiêm thành công cho cháu hát sau khi tiêm, cháu hát được theo dõi 30 phút ngay tại điểm tiêm, được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cũng theo ông vinh qua theo dõi bác sĩ không phát hiện cháu hát có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên kể từ khi vào viện từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau cháu đã được cho xuất viện về nhà trung tâm cũng đã hướng dẫn gia đình theo dõi sức khỏe cho cháu ở đây chỉ có một bàn tiêm do một người tiêm thực hiện nên khó có sự nhầm lẫn dẫn đến tiêm hai mũi vaccine cùng lúc cho một học sinh tuy nhiên có sai sót về kỹ thuật khi chích lần đầu do cháu sợ nên lách ra dẫn đến phải tiêm lần hai qua kiểm tra các chức năng gan thận của cháu hát chúng tôi thấy bình thường đặc biệt từ sau tiêm đến nay sức khỏe cháu hát vẫn ổn định ông vinh lưu ý ông vinh còn cho biết sau phản ánh của người dân và qua kiểm tra theo dõi trung tâm đã có báo cáo gửi lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã hương trà sở y tế thừa thiên huế sở y tế cũng đã có ý kiến chỉ đạo thống nhất với báo cáo của trung tâm xác nhận trường hợp này chỉ tiêm một liều ông vinh khẳng định các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé